mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Boulder, Colorado, Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 3 năm 1991 với chủ đề Hãy tìm vị minh sư bên trong của mình để nhận thức được Thượng Đế. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8. Xin chào quý vị, tôi rất vui mừng khi thấy có nhiều người Hoa Kỳ xinh đẹp hôm nay. Phải, tôi rất ngạc nhiên. Tôi được báo là hội trường đã đông nghẹt người, và những người này đều rất xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng ông ta nói đúng. Tôi nghe nói nhiều về thành phố Boulder của tiểu bang Colorado, là nơi rất thiêng liêng và có một nguồn năng lực rất tốt đẹp. Tôi đã nghe nói đến từ nhiều năm qua, và đã đọc qua một số sách báo về tâm linh của thành phố Boulder này. Thật ra, 2 năm trước, tôi đã được mời đến Colorado một vài lần. Lần đầu là thành phố Denver, và sau đó là Boulder. Tôi đã bỏ qua nhiều lần, nhưng lần này, khi ghé qua Mỹ, tôi nghĩ rằng cũng nên tới thăm. Mọi người có khỏe không? Tốt. Tôi rất hân hạnh khi thấy quý vị đã dành thời giờ đến đây, để chúng ta có dịp gặp nhau. Có thể chỉ một lần trong nhiều thế kỷ hay trong nhiều kiếp, vì chúng ta không thể biết còn có cơ hội này nữa không. Chúng ta có thể trở thành một thân thể khác, có khi không được tốt đẹp như bây giờ. Bởi thế, chúng ta nên nhận lãnh ân huệ này ngay từ bây giờ. Tôi biết rằng có nhiều người trong quý vị nơi đây đang đi trên những con đường tâm linh khác nhau, hoặc chiều hướng khác nhau để tìm Thượng Đế, Phật tánh, Zen hoặc Đạo. Có trở ngại về máy ghi âm. Đó là giọng của tôi. Được chưa? Tất cả mọi người nghe tôi nói có rõ chưa? Cảm ơn quý vị. Giọng của tôi rất nhỏ, ngoại trừ khi tôi hét lên, giống như giọng của phái nữ. Đôi khi tôi phải làm nhiệm vụ của mình qua hình dáng của người nữ. Tôi phải là nữ, nếu không người ta sẽ nghĩ rằng chỉ phái nam mới có thể thành Phật, Chúa hoặc là Vô Thượng Sư. Điều đáng mừng là nữ phái cũng có thể thành Vô Thượng Sư. Đệ tử của tôi đều nghĩ như vậy. Rất tiếc tôi không nghĩ thế, bởi vì chúng ta không phải là nữ mà cũng chẳng phải là nam. Tất cả đều là Phật. Phật vô minh, cũng như mọi quốc gia đều giống nhau, chỉ khác là có nước chạm tiếng và có nước văn minh, phải không? Cho nên chúng ta cũng có thể tự mình phát triển bằng cách theo học một phương pháp, một lối sống, một đường hướng nào đó để lèo lái đời sống hàng ngày của chúng ta. Hầu hết mọi người hình như có một cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm. Tôi không có ý ám chỉ quý vị, có thể đường hướng của quý vị đã tốt đẹp rồi. Xin quý vị hãy nghe đây như là một sự hướng dẫn tổng quát. Cuộc sống của chúng ta được chia ra làm nhiều đẳng cấp, và mọi người đều biết rằng đẳng cấp cao nhất là sống trong khi nhận thức được Thượng Đế, hay khi chúng ta đã thật sự câu thông hoặc nhận biết được Phật tánh của chính mình. Nhiều người đã cố gắng để nhận thức được Thượng Đế hay tìm được Phật tánh qua các phương pháp quán tưởng khác nhau. Quán tưởng hay thiền định là phương cách tốt nhất để chúng ta nhận biết được vãng lai diện mục của chính chúng ta. Nhưng có rất nhiều phương pháp thiền định, và dù quý vị có tìm được phương pháp nào đúng nhất, nhanh nhất hoặc mau chóng nhất, thì mỗi phương pháp cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau. Giả sử bây giờ chúng ta bàn về phương pháp cao nhất, nếu chúng ta tìm được một phương pháp nào hay, cách thiền nào đúng để đạt được chân ngã, thì chúng ta sẽ thấy ngay được một khía cạnh nào đó của sự khai ngộ. Một bằng chứng rõ rệt qua sự hiện hữu của chân ngã để nhận biết ngay lập tức là chúng ta không phải chỉ có thân xác này không thôi, mà còn có gì khác nữa, chúng ta sẽ cảm thấy tâm thức được nâng cao, không hẳn là sự phấn khởi. Vì khả năng ngôn ngữ có giới hạn, nên không thể diễn tả hết trạng thái nhập định thiêng liêng. Khi chúng ta tình cờ đi đúng đường, hay rơi vào đúng trạng thái ý thức được Thượng Đế, chúng ta gọi đó là tức khắc khai ngộ. Mỗi ngày, nếu chúng ta cứ tiếp tục theo con đường, hoặc một phương pháp nào đó, để tiến tới gần Thượng Đế, thì chúng ta
sẽ tiến bộ hơn, và càng ngày càng biết chắc chắn về sự giải thoát của chính mình, càng chắc chắn hơn về sự vĩ đại của chính chúng ta. Cho đến một ngày, chúng ta có thể nói với chính mình rằng, à, ta và cha ta là một, hoặc ta và thế đó, hoặc ta là đồng nhất thể. Nhưng lúc đó, mình không có ý tự hào và tự kiêu nữa, vì đó chỉ là sự thật. Chúng ta chỉ mới khám phá ra trạng thái thật sự của giác ngộ. Trong đó, chúng ta biết rõ mình là ai, biết rõ con người trước đây của chúng ta, chỉ vậy thôi. Khi tìm lại được những gì thuộc về mình, chúng ta không kiêu hãnh mà chỉ sung sướng vì nhận biết lại được những điều đó. Điều này thật đơn giản. Nhiều người thường hiểu lầm khi có người nào đó tuyên bố hoặc được xưng tán là Phật. Nhưng thường thì những vị Phật không bao giờ tự nhận rằng ta là Phật, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt, khi các đệ tử hỏi hoặc cần minh xác, hầu hết họ đều được các đệ tử của họ tôn xưng là Chúa, là Phật, hay là Vô Thượng Sư. Nhiều người hiểu lầm và nghĩ rằng người được xưng tụng là Minh Sư hay Phật sẽ rất hãnh diện, cho rằng ông hoặc bà ấy muốn đề cao sự đạt thành vinh danh cho chính họ. Phải, tôi không thể bỏ sót phái nữ. Nhưng thật sự không phải như vậy. Điều đó cũng như khi quý vị ra trường, lấy được bằng tiến sĩ và nói, tôi mới đậu bằng bác sĩ, hoặc tôi vừa thi đậu bằng tiến sĩ. Chỉ vậy thôi, chúng ta vui mừng vì đã đạt được mục đích mà chúng ta đã cố gắng theo đuổi trong bao năm qua. Cho nên sau khi thành Phật, chúng ta sẽ cảm thấy làm Phật cũng chẳng có gì là vĩ đại cả. Chúng ta chỉ cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng. Và thấy điều này rất ư là tự nhiên, chỉ vậy thôi. Người thành Phật không cảm thấy phải ra ngoài công bố với tất cả mọi người là họ đã thành Phật. Không phải họ đã mất hết cảm giác, lòng từ bi hay vì họ ích kỷ, nhưng vì họ nhận thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Cho nên họ rất là ngạc nhiên khi có người không nhận biết được điều này. Nhưng dần dần, vị Phật này sẽ nhận thức được thực trạng trên thế gian này, rồi vì đó sẽ biết rằng còn có rất nhiều người chưa nhận thức được họ là Phật, và đó là sự thật. Vì vậy, khi một người được gọi là chưa khai ngộ, tức là chưa nhận thức được sự vĩ đại của chính họ, đến hỏi người được tôn xưng là Phật, xin được giáo huấn và hướng dẫn cho họ cách trở thành Phật, vị Phật đó sẽ chỉ, nhưng với một thái độ không kiêu ngạo hoặc nghĩ rằng mình có địa vị cao hơn. Ngài chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng không có sự kiêu hãnh trong đó. Ngài sẽ tự hỏi, sao họ lại không biết rằng họ là Phật nhỉ? Đúng vậy, một vị Phật hay bất cứ một vị minh sư nào, thỉnh thoảng chỉ có một chút cảm giác ngạc nhiên trong suốt thời gian giảng pháp mà thôi. Khi tôi nói danh từ Phật, xin quý vị hãy hiểu rằng, tôi nghĩ là quý vị hiểu, tôi muốn nói đến Chúa hay bất cứ đấng cứu thế nào, bất cứ vị minh sư nào. Ý chỉ vị minh sư chân chánh tại thế. Tôi đã dành rất nhiều thời giờ để đọc các kinh điển về Phật giáo. Cho đến bây giờ, tôi cũng đọc thêm các kinh điển khác nữa. Khi còn nhỏ, tôi quen với các danh từ Phật giáo nhiều hơn, và vì thế, đôi khi tôi hay nhắc tới Phật hay kinh Phật. Xin đừng hiểu lầm rằng tôi chỉ đứng bên Phật giáo và không kính trọng Thiên Chúa giáo hay bất cứ những triết lý cao quý nào khác. Tôi là đại diện cho tất cả. Tôi kính trọng tất cả, và tôi biết rằng tất cả đều hướng về cùng một chân lý. Nhưng chúng ta phải hiểu biết chân lý, đó mới chính là điều quan trọng. Không những hiểu biết đường lối, mà chúng ta còn phải thật sự hiểu biết chân lý nữa. Cũng như Đức Phật xưa đã từng nói, ngón tay ta chỉ mặt trăng, nhưng ngón tay ta không phải là mặt trăng. Ý Ngài muốn nói rằng, giáo lý của Ngài, triết lý của Ngài cũng chỉ là con đường giúp những người khao khát tìm về chân lý, chứ tự nó không phải là chân lý. Vì vậy chúng ta không nên bám vào những triết lý đó mà bỏ mất việc đi tìm chân lý. Chân lý này nằm trong chúng ta, đó còn gọi là Phật tánh, thiên quốc hay bản lai diện mục. Chân lý này đang hiện hữu trong ta, nhưng giờ đây... chúng ta phải tìm thấy điều này, có một phương pháp để thực hiện điều này trong tích tắc, và sau đó
tiếp tục theo đuổi hàng ngày, cho đến khi chúng ta phục hồi trọn vẹn thiên quốc của chính mình. Cách sống của hầu hết mọi người hiện nay chưa được xem là hoàn toàn đầy đủ, và cũng không có gì gọi là lý tưởng để đem tới hạnh phúc và trí huệ cho chính mình. Có rất nhiều đẳng cấp trong cuộc sống hiện thời của chúng ta. Đẳng cấp thứ nhất là đẳng cấp vật chất mà hầu hết mọi người hiện đang sống cuộc đời của họ. Ở đẳng cấp này, hầu hết chúng ta đều yêu thích những cảm giác lạc thú. Chúng ta thích ngủ, thích ăn ngon và thích tất cả những thú vui về vật chất. Chúng ta còn có khuynh hướng lười biếng. Chúng ta làm việc vì sự cần thiết trong cuộc sống, nhưng chúng ta không có lý tưởng, không chú tâm vào công việc làm của chúng ta. Tôi chỉ nói đại cương về những đẳng cấp khác nhau thôi, xin quý vị đừng giận nhé, được không? Đó là đẳng cấp vật chất. Chúng ta cảm thấy công việc làm thật khó khăn, chúng ta không muốn làm nhiều, chỉ vì nó liên quan đến sự an toàn của chúng ta. Chúng ta không dễ gì chịu nhếch ngón tay làm việc cho kẻ khác, hay làm việc gì để đạt lợi ích cho nhân loại. Tôi chỉ nói tổng quát thôi, vì nếu đi sâu vào chi tiết sẽ tốn rất nhiều thời giờ. Đẳng cấp thứ hai là đẳng cấp tình cảm. Ở đẳng cấp này chúng ta rất chú trọng đến ý kiến của chính mình. Có thể nói rằng chúng ta quá độc đoán, quả quyết. Điều gì mình nghĩ cũng đều đúng, điều gì mình làm cũng đều phải, và chúng ta muốn tất cả mọi người khác phải làm theo. Ở đẳng cấp này, chúng ta tìm thấy các nhà độc tài hoặc những nhà lãnh đạo phong trào cực đoan. Thật vậy, vì quá khích nên đời sống của họ có quá nhiều tình cảm. Điều này thật tốt nếu họ đi đúng đường, nhưng ngược lại, nếu sai đường, họ không muốn sửa đổi và không chịu chấp nhận những sai lầm của họ. Như vậy rất nguy hiểm, vì họ không có sự uyển chuyển. Một đẳng cấp khác nữa là chúng ta sống theo phán đoán của đầu óc vật chất. Tôi rất tiếc phải nói rằng đầu óc chỉ là vật chất tầm thường. Đó là một loại máy tính điện tử, một loại máy tốt thu thập tất cả dữ kiện và phát ra một cách trung thành, không chút khôn ngoan và phán xét. Nếu chúng ta không có thêm sự thông minh của linh hồn, thì đầu óc chỉ là một cái máy tự động mà thôi. Phải, những điều tôi đang nói tới là cái máy tự động này, một đầu óc không khai ngộ. Khi người ta sống ở đẳng cấp mà đầu óc này đã trở thành một cái máy tự động, họ chỉ chú trọng đến họ mà thôi, họ không cần biết những gì xảy ra trên thế giới, và họ cũng không sai khiến người khác phải làm việc cho họ. Nhiều người sống ở đẳng cấp này rất có thể tìm trốn nơi hang động hoặc chôn vùi trong một lý tưởng nào đó, rồi họ dính cứng ngắc ở đó, không cần biết chuyện gì xảy ra trên thế giới, và họ cũng không muốn thay đổi thế giới hoặc thay đổi chính họ. Họ nghĩ rằng con đường của họ đã hoàn hảo lắm rồi. Nhiều người lầm tưởng rằng đây là sự khai ngộ cao nhất, vì họ nghĩ họ không còn gì dính dáng với thế giới này nữa. Nhưng làm mà không làm là một đẳng cấp khác, không phải như vậy. Không phải chúng ta cần thế giới và không làm gì cho thế giới. Sự khai ngộ vĩ đại không phải như vậy. Đây chỉ là một trong những tiến trình đi đến sự hoàn toàn khai ngộ. Dù sao, mỗi ngày chúng ta đều khai ngộ với những trình độ khác nhau. Khi chúng ta tranh đấu để tiến về chân lý, hằng ngày chúng ta có những thể nghiệm khác nhau để mở mang trí huệ cho đến ngày chúng ta đạt được đến đẳng cấp cao nhất. Cho nên, đó chỉ là một trong những đẳng cấp mà thôi. Nếu chúng ta tiến đến đẳng cấp cao hơn một chút, chúng ta sẽ sống trong cái gọi là linh hồn, đẳng cấp tự tánh, đẳng cấp nhận thức tự tánh. Lúc đó, chúng ta biết rằng chúng ta là linh hồn, chúng ta sống vì linh hồn, chúng ta thông minh là vì ánh sáng của linh hồn, chúng ta có tình thương, lòng từ bi, cảm giác, vân vân, bởi vì có sự chủ động của linh hồn đằng sau chúng ta. Ở đẳng cấp này, chúng ta biết được nhiều điều, và chúng ta cố gắng bằng mọi cách mang lại lợi ích cho thế giới, giúp đỡ thế giới và giúp đỡ cho chính mình được sống trong an lạc, hạnh phúc, vân vân. Bất cứ điều gì chúng ta muốn đều với mục đích cao thượng cho nhân loại. Chúng ta cố hết sức, chúng ta cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc và giúp đỡ người khác để họ có thể hoàn tất như chúng ta. Đây là đẳng cấp của linh hồn, đẳng cấp nhận thức tự tánh. Bởi vì lúc đó, chúng ta nhận diện chúng ta bằng linh hồn. Chúng ta biết rằng chúng ta và linh hồn, nguồn cội của cảm ứng là một. Chúng ta không phải là thể xác này.
nhưng đó cũng chưa phải là đẳng cấp cao nhất. Bởi vì lúc đó, chúng ta vẫn còn ngã chấp để nhận ra rằng sự hiểu biết đó là vĩ đại. Biết được ta và cha ta là một. Lúc đó vẫn còn có hai, quá đông, quá đông. Cho dù chúng ta nói ta và cha ta là một, nhưng bởi vì vẫn còn ta và cha ta, đó chưa phải là một. Cho nên chúng ta thấy đó là điều trái nghịch. Nhưng đừng cho rằng tôi chỉ trích Chúa Giê-xu, điều này không đúng. Ngài phải nói, ta và cha ta là một, chỉ để mọi người hiểu mà thôi. Nhưng Ngài không phải như vậy. Quý vị có hiểu không? Ngài biết rằng Ngài là khác, cho nên ở một đoạn khác Ngài nói, không phải ta, mà là cha ta làm. Quý vị có hiểu ý tôi không? Ngài biết nhiều hơn ta và cha ta là một, nhưng Ngài phải nói một điều nào, nếu không người ta sẽ không hiểu Ngài muốn nói gì. Thật vậy, khi một minh sư đến trái đất này, các ngài phải tự hạ đẳng cấp của các ngài xuống cho đồng với mọi người, rồi mới từ từ nâng họ lên. Nếu không, làm sao các ngài có thể làm việc được? Cũng như khi quý vị dạy một đứa trẻ, quý vị phải dạy em làm thế nào để viết chữ A, B, C, và cũng cần nắm tay em giúp cho em viết. Quý vị dạy em những câu văn mà quý vị không cần phải học nữa, nhưng quý vị vẫn phải đọc lên vì lợi ích của đứa trẻ. Sau đẳng cấp nhận thức tự tánh này, chúng ta tiến lên đẳng cấp Thượng Đế, ý thức Thượng Đế hoặc nhận thức Thượng Đế. Thượng Đế không ai khác hơn là chúng ta, dù ở đẳng cấp tự tánh, chúng ta cũng chưa nhận biết được. Chúng ta còn nghĩ rằng Thượng Đế là ở bên cạnh chúng ta. À, lời nói nghe có vẻ khôi hài, phải không? Nghe giống như chủ thuyết vô thần, phải không? Tôi hy vọng là không, thật khó giải nghĩa. Ồ, khó giải nghĩa quá. Thôi được, hãy cố mà hiểu. Không phải là quý vị không hiểu, nhưng điều này tôi khó có thể giải nghĩa. Đẳng cấp nhận thức Thượng Đế là chúng ta đang hòa trong đó. Chúng ta làm vì những điều phải làm mà không cần suy nghĩ, không cần phải nhận biết, và cũng không cảm thấy rằng chúng ta đang làm việc đó. Chúng ta là như thế, chúng ta chỉ làm vậy. Chúng ta là tác giả của mọi điều, nguồn gốc của mọi thứ, của tất cả hành động và hậu quả, nhưng không dính dáng gì đến nghiệp chướng. Tôi hy vọng là tôi đã dẫn dạy khá tường tận, nhưng tôi vẫn nghĩ là chưa đầy đủ, mặc dù tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Lát nữa quý vị có thể hỏi thêm để tôi với quý vị hiểu ra sao, và có lẽ tôi sẽ được khai ngộ thêm về điều khai ngộ của quý vị. Lúc đó tôi có thể giảng thêm nữa. Cho nên, hầu hết mọi người đều sống ở đẳng cấp vật chất, tình cảm hoặc lý trí, cao nhất cũng chỉ đến đẳng cấp nhận thức tự tánh mà thôi. Phần đông chúng ta không có thể nghiệm về đẳng cấp Thượng Đế, nhưng chúng ta có thể, mọi người đều có thể, vì chúng ta có Thượng Đế ở bên trong chúng ta. Trong Thánh Kinh có nói rằng, chúng ta là đền thờ của Thượng Đế, và Thánh Linh sống trong chúng ta, có phải vậy không? Thật vậy, Thiên Quốc ngự trong ta. Thiên Quốc không phải đến qua sự quan sát, có nghĩa là không do sự lý luận hoặc sự thông thái, không phải do sự bàn cãi hoặc nghiên cứu sách vở, kinh điển, nhưng do Thiên Quốc ở trong ta. Vì vậy, phải biết điều này một cách trực tiếp, phải thể nghiệm điều này, có nghĩa là phải nắm giữ lấy điều này. Đó là lý do tại sao nhiều vị thiền sư nói, quý vị không cần kinh điển. Nghe qua có vẻ như vô thần, phải không? Không tin tưởng nơi Thượng Đế, phải không? Đôi khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có lẽ trong lúc mệt mỏi, Ngài cũng nói, không có đấng Thượng Đế như vậy. Thật vậy, không có Thượng Đế. Ngài không có ý nói là không có Thượng Đế, mà là không có một đấng Thượng Đế như chúng ta tưởng tượng. Cho nên Ngài nói, không phải như thế này, không phải như thế kia. Không phải như thế nọ, không có đấng Thượng Đế như vậy. Chúng ta bám vào câu đó mà cho rằng Phật không tin vào Thượng Đế. Nhưng điều này không đúng, không phải vậy. Bởi vì ở một đoạn khác, Ngài có nói, ta không nói có Thượng Đế hay không có Thượng Đế, nhưng ta nói rằng có một thứ mà tất cả mọi thứ đều đến từ đó và rồi cũng trở về đó. Cho nên quý vị hiểu ý nghĩa này rồi chứ,
phải không? Được rồi. Chúng ta thường có khuynh hướng thích phân tích một hoặc hai câu nói của các tiên tri thời nào đó, rồi phân loại họ, và cho rằng, ông ta là thế này, ông ta là thế kia, ông ta là thế nọ, rồi chúng ta lập ra đủ thứ giáo phái, đánh nhau chỉ vì giáo phái. Ngay cả trong cùng một giáo phái, cũng có sự bất đồng ý kiến, đôi khi đi tới tình trạng đánh nhau đến đổ máu, đây là một việc đáng buồn. Các tiên tri hoặc các vị minh sư của bất cứ thời đại nào cũng không bao giờ muốn gây nên sự chia rẽ này. Sau khi chúng ta đã nhận thức được Thượng Đế, có thể chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn là những điều chúng ta diễn tả bằng lời nói. Nhưng lúc đó, có một cảm giác mà cho dù chúng ta không nói ra, mọi người cũng hiểu. Ví dụ, nếu một vị minh sư có rất nhiều đệ tử, vị sư phụ này không thể thường xuyên đích thân chăm sóc từng đệ tử bằng thân xác hoặc bằng lời nói, nhưng tất cả các đệ tử đều được khai ngộ, tất cả các đệ tử đều tự hiểu được, và họ dần dần đạt đến trình độ của vị sư phụ. Tại sao? Bởi vì chúng ta là sư phụ, chúng ta có sư phụ bên trong, chúng ta là thế đó, chúng ta là Thượng Đế, chúng ta là Phật, tất cả chúng ta đều có Phật tánh bên trong. Một khi vị minh sư đã giúp chúng ta đánh thức được vị Phật bên trong, hoặc vị sư phụ bên trong chúng ta, vị sư phụ bên trong sẽ chăm sóc mọi việc cho chúng ta, sẽ thức dậy làm việc sau bao nhiêu kiếp ngủ vùi mà không làm gì cả. Khi chúng ta ở đẳng cấp vật chất, chỉ có thể xác làm việc, thể xác đòi hỏi và làm việc, thể xác ưa thích những thú vui nhục thể, nhưng điều này không dính dáng gì đến vị sư phụ bên trong. Ở đẳng cấp tình cảm, vị sư phụ bên trong cũng không điều khiển, đấy chỉ là những thói quen tạo ra do đầu óc điều khiển. Đó là tham vọng, muốn làm bá chủ mọi người. Đầu óc là ở đẳng cấp lý trí này phân biệt sự vật, chỉ huy thể xác phải làm gì, phải sống trong hang động, phải thiền định, phải làm điều này, điều nọ, điều kia. Đó không phải là linh hồn, cũng không phải là Thượng Đế, và cũng chẳng phải là vị sư phụ. Chỉ khi nào gặp được vị chân sư, thì vị sư phụ bên trong mới nhận biết. Bởi vì tổng thống mới nói chuyện với một vị tổng thống, và quốc vương thương nghị với một vị quốc vương. Một vị quốc vương không tìm bất cứ một vị bộ trưởng nào để bàn về tình hình quốc gia. Vị quốc vương cũng không thăm hỏi bất cứ nhân viên cảnh sát nào để thương nghị về những vấn đề quan trọng liên quan đến hai nước, trừ trường hợp có liên quan đến hành chánh quốc phòng, còn nếu không thì vị tổng thống không có mặt ở đó, hoặc vị quốc vương cũng không cần ở đó. Cho nên chỉ khi nào quốc vương đến thì vị quốc vương kia mới xuất hiện để gặp mặt, tiếp chuyện, thương lượng hoặc hoạch định với nhau những chương trình của các quốc gia hay toàn thế giới. Đó là sự quan trọng của việc gặp gỡ một vị minh sư, đó là dịp để đánh thức chân ngã bên trong của chúng ta. Vị quốc vương chỉ nói chuyện với một vị quốc vương khác. Cho nên chúng ta có thể theo nhiều phương pháp khác nhau. Chúng ta có thể làm bất cứ việc gì chúng ta muốn, như ở ẩn 100 năm trong hang động, vân vân. Nhưng chúng ta cũng không thể tìm được vị sư phụ bên trong. Thì đó không phải là vấn đề của vị sư phụ, nên ông ta không chịu lộ diện. Ông ta chỉ chờ đúng cơ hội để gặp vị quốc vương, bởi vì ông là một vị quốc vương. Cho nên, chúng ta tu thiền, chúng ta theo học nhiều vị được mệnh danh là sư phụ. Chúng ta tu mọi khổ hạnh, và cũng ăn chay, nhưng điều này cũng chẳng đưa chúng ta đến đất Phật, đến ngai vàng của Thượng Đế. Chỉ khi nào gặp được một vị minh sư chân chánh, qua sự giúp đỡ của Ngài, thì sư phụ bên trong chúng ta mới được tánh thức, thì lúc đó chúng ta mới biết được chúng ta. Quý vị có hiểu sự khác biệt này không? Đúng vậy, khi chúng ta theo những phương pháp khác, chúng ta có thể gặt hái được những lợi ích khác nhau. Chẳng có phương pháp nào mà không có lợi ích, nếu không, người ta đã chẳng theo đuổi làm gì. Ngay cả cầu nguyện mà không được hướng dẫn, cũng có lợi ích. Ngay cả đi nhà thờ, đi chùa, làm những việc thờ phụng, đi hành hương, đều làm cho tâm của chúng ta được hướng thượng, và cảm thấy vui vẻ được làm những điều này. Thường thường chúng ta có cảm giác hãnh diện vì chúng ta mộ đạo, vì chúng ta là người ăn chay, vì chúng ta đi nhà thờ mỗi ngày, vì chúng ta đi hành hương ở Mecca,
vân vân. Nhưng điều này chỉ làm tăng sự ngã mạn, sự tự cao của chúng ta thôi. Thật là một điều đáng tiếc. Nhưng may thay, linh hồn luôn luôn hiện hữu, và biết rằng điều đó không sao cả. Hãy để cho trẻ em thông thả chơi đùa, đến khi mệt mỏi, rồi tự chúng sẽ tìm về với mẹ chúng. Đó là lý do tại sao các vị minh sư chân chánh không bao giờ vội vã, cũng không bao giờ níu kéo đệ tử. Họ rất bình thản, rất tự nhiên trong đường lối của họ, và người nào đã sẵn sàng thì tới với họ. Họ cũng không lo lắng gì nếu cả thế giới không muốn nghe những lời rao giảng của họ, hoặc nếu có nhiều người chống đối họ, hoặc nếu mọi người không sống theo mẫu mực mà họ phải sống, bởi vì họ hiểu rằng các em nhỏ có đời sống của các em. Điều này không sao cả. Chỉ có điều là một ngày nào đó rồi các em cũng sẽ phải trưởng thành, và các em sẽ phải xử sự như một người trưởng thành. Bởi thế, những vị mệnh danh là minh sư hay Phật từ ngàn xưa đã đến và trình bày cho mọi người những đẳng cấp khác nhau trong đời sống hoặc những tư tưởng khai ngộ, để cho mọi người có thể lựa chọn. Những người đã sẵn sàng về việc này sẽ chọn lựa, không phải là vị minh sư nóng lòng, vội vã hay lo lắng cho thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài không làm gì hết. Ngài làm mà không làm, như Lão Tử đã nói, làm mà không làm. Đây là đẳng cấp hoàn toàn khác với những người ở đẳng cấp lý trí. Những người tự giam mình trong rừng sâu và không màng đến công việc của thế gian. Vị minh sư đến thế giới này để giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, nhưng Ngài không thuộc về thế giới này. Ngài không bị thế giới này lôi cuốn ràng buộc. Ngài cũng không bám víu vào thế giới này, cũng không chấp vào sự thành công hay thất bại của Ngài ở thế giới này. Quý vị đã thấy Chúa Giê-xu đã làm. Trong thời gian huy hoàng nhất của Ngài, Ngài sẵn sàng chết, nếu đó là thiên ý. Bằng cái chết, Ngài đã dạy rất nhiều người về sự phục tùng, không bám víu vào sự vinh quang và sự sống. Ngài dạy chúng ta về thiên ý. Ngài dạy chúng ta nên luôn luôn phục tùng theo thiên ý, ý chỉ của Thượng Đế. Nhưng để phục tùng theo thiên ý, chúng ta phải biết Thượng Đế ở đâu và Ngài muốn gì. Và để biết điều này, chúng ta phải đạt tới trình độ nhận thức được Thượng Đế như Chúa Giê-xu và Đức Phật đã có. Sau đó chúng ta mới có thể phục tùng và không còn cách nào khác. Trước đó, chúng ta luôn luôn tranh chấp với chính chúng ta, với cái gọi là trí thông minh, để có thể thay đổi được thế giới hoặc khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, vân vân. Chúng ta làm với sự kiêu hãnh. Sau khi khai ngộ, chúng ta làm nhưng không có làm. Chúng ta làm cả ngàn, cả triệu, cả tỷ việc mà chẳng cần nhấc một ngón tay. Quý vị có thể tưởng tượng được thứ việc đó không? Làm cả tỷ tỷ việc mà chẳng cần động đến một ngón tay. Điều đó đã xảy ra, không phải là chuyện đùa. Mặc dù tôi kể giống như một chuyện đùa, nhưng không phải. Đó là trạng thái thật sự của chân ngã, và mỗi người chúng ta đều có khả năng này, có quyền sử dụng quyền năng này. Chỉ là chúng ta không biết cách mà thôi. Chúng ta quá bận rộn lo phát triển về phương diện khoa học, về phương diện văn hóa, về cơ khí mà không lo phát triển quyền năng vô hạn. Đó là lý do tại sao, lý do duy nhất khiến chúng ta không biết cách sử dụng quyền năng này. Nhiều người nói với tôi rằng, nhưng chúng tôi đã làm, chúng tôi đã làm, chúng tôi đã hết sức cố gắng để phát triển quyền năng vô hạn này. Họ nói với tôi, vâng, chúng tôi đã làm điều đó, chúng tôi đi nhà thờ, đi chùa, và niệm tên thánh, và lần tràng hạt hàng ngày, chúng tôi ăn chay, chúng tôi bắt ấn 1001 lần. Chúng tôi tụng cả 100 câu chú trong nhiều năm trường. Chúng tôi đếm, chúng tôi còn đếm nữa, chúng tôi có cả một cuốn sổ để ghi nữa. Đúng vậy, và chúng tôi lễ bái vị thần này, vị thần nọ bao nhiêu lần trong ngày. Chúng tôi lạy cả 100 lần trong ngày. Chúng tôi hành hương trung tâm này, trung tâm nọ. Chúng tôi thờ phụng kiểu này, kiểu nọ, cúng bái và tế lễ. Và chúng tôi cũng thiền nữa. Ồ, chúng tôi cảm thấy chúng tôi rất đạo đức. Phải rồi. Tôi cũng đã từng cảm thấy như vậy, nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ là chưa đủ thỏa mãn sự mong mỏi thâm sâu bên trong của tôi. Chỉ sau khi tôi tu hành pháp môn gọi là Quán Âm,
là một pháp môn không pháp môn, trực chỉ tới bản tánh tự nhiên của chúng ta, khiến mọi điều không còn gây phiền muộn cho tôi. Mọi thứ đều tan thành mảnh vụn, và lúc đó Phật tánh mới lộ diện. Mọi người cũng đều biết như vậy. Có người đi theo các phương pháp khác nói với tôi, phải rồi, chúng tôi biết là phải trực chỉ chân tâm, và chúng tôi biết chúng tôi là Phật, chỉ vậy thôi, rồi chúng tôi khai ngộ. Nhưng đây chỉ là lời nói, và lặp lại những gì các vị tổ thiền tông nói cả trăm năm hoặc ngàn năm về trước. Chúng ta không hiểu trực chỉ chân tâm là gì, chúng ta cũng không biết điều này là gì nữa. Chúng ta nghĩ rằng Phật tánh là những gì chúng ta có thể hiểu bằng lý trí, có thể sờ mó được, lý luận được, tưởng tượng được, nhưng điều này không phải như vậy. Đó không phải là điều mà mình có thể tưởng tượng, sờ mó, cảm nhận hoặc lý luận. Chúng ta phải tự chính mình thể nghiệm lấy. Phật tánh giống như một kho tàng ánh sáng, và trong ánh sáng này, chúng ta biết tất cả. Cũng như loài người dùng ngôn ngữ của loài người, loài thú dùng ngôn ngữ của loài thú để nói chuyện với nhau. Thượng đế dùng ánh sáng với những tần số chấn động khác nhau để dạy Thượng đế bên trong chúng ta. Thượng đế bên trong chúng ta không hiểu, không muốn hiểu, và cũng chẳng cần hiểu thứ ngôn ngữ vật chất của thế giới bên ngoài chúng ta. Ngôn ngữ này không phải của Ngài. Cũng giống như loài thú, không thể dạy con người phải làm gì với tiếng líu lo hoặc giọng hót của chúng. Chúng ta đã có ngôn ngữ riêng của chúng ta. Chúng ta làm theo cách của chúng ta. Mặc dù chúng ta yêu thích thú vật và thích nghe giọng hót của chúng hoặc những âm thanh chào mừng của chúng, nhưng chúng ta không cần chúng dạy chúng ta qua những âm thanh đó. Chúng ta không cần phải học để hiểu thú vật nữa, phải không? Cũng tương tự như vậy, Thượng Đế bên trong cần sự dạy dỗ trực tiếp của Thượng Đế, được thể hiện qua ánh sáng và sức chấn động. Đó là lý do vì sao phương pháp không phương pháp này, được gọi là quán, quan sát, âm, âm thanh, sức chấn động. Quán âm có nghĩa là quan sát về sức chấn động bên trong, không phải bên ngoài. Đó không phải là sự chấn động mà chúng ta có thể nghe bằng tai hoặc thấy bằng mắt. Không, không, không. Chúng ta chỉ có thể hiểu biết được mà thôi. Một khi biết được, chúng ta biết liền đó là tự tánh của chúng ta. Và những điều khác sẽ tự nhiên tới. Đó là lý do tại sao Thánh Kinh nói, hãy tìm thiên quốc của các ngươi trước, rồi tất cả mọi điều khác sẽ đến với các ngươi. Thiên quốc thể hiện qua ánh sáng, với những âm thanh vô cùng tuyệt diệu. Đi thật xa mà chúng ta có thể tìm tới bên trong để giác ngộ và dần dần tiến đến sự tuyệt đối. Ánh sáng thể hiện từ nơi tối thượng, để liên lạc với những linh hồn lạc lối trên thế giới này, hoặc những thế giới khác, có nhiều tầng lớp khác nhau. Không phải vì ánh sáng thay đổi, mà là những đám mây ở các tầng lớp khác nhau tạo sự khác biệt, khiến cho nó có phẩm chất khác nhau. Cũng giống như ánh sáng mặt trời khi xuyên qua các lăng kính khác nhau, hay khi chiếu xuống những nơi khác nhau, sẽ thấy khác nhau. Chúng ta phải lắng nghe những diệu âm dạy dỗ của Thượng Đế, rồi từ từ nương theo đó để tiến tới chỗ tối thượng. Đó là khi chúng ta biết được Phật tánh, biết được thiên quốc là gì. Nếu không, chúng ta chỉ phỏng đoán, và nghĩ rằng chúng ta đã biết. Chúng ta phải thật sự biết điều này. Chúng ta phải ăn miếng bánh, trước khi chúng ta có thể nói miếng bánh ngọt hay chua. Thứ kinh nghiệm này, chúng ta có thể đạt được ngay tức khắc, bởi vì thiên quốc ngự trong ta. Mặc dù ở bên trong chúng ta cũng không biết được điều này. Bởi vì vị vua sẽ không ra mặt khi không có vị vua khác mời ra để nói chuyện. Cho nên, vị mệnh danh là Minh Sư là người đã đạt đến trình độ đó và có thể liên lạc được với trình độ cao nhất của chúng ta. Nếu không, tự tánh cao nhất của chúng ta sẽ không chịu xuất hiện vì biết rằng chỉ phí thời giờ vô ích mà thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta đã theo nhiều phương pháp mà chúng ta cũng không cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta biết rằng là vẫn còn có điều gì thiếu sót. Chúng ta biết tự tánh vẫn chưa chịu xuất hiện vì còn thiếu đối tượng tương xứng. Cho nên, khi chúng ta thấy tự tánh của mình xuất hiện, chúng ta biết ngay là mình đã gặp được tự tánh khác. Đó là cách nhận diện một vị minh sư chân chánh. Nếu không, chúng ta không biết được. Bất cứ người nào cũng có thể dạy chúng ta cả trăm việc, khiến chúng ta luôn luôn bận rộn, chỉ là để tiêu khiển thời giờ,
chứ không phải để đi đến bờ giác ngộ, không phải sống cuộc đời cao quý nhất trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên, nếu quý vị tin tưởng những gì tôi nói, quý vị có thể tập thử. Ngược lại, nếu quý vị không muốn, quý vị cứ tiếp tục con đường của quý vị và hãy làm bạn với tôi. Cho tới kỳ sau, có thể là hàng trăm năm hay hàng ngàn năm nữa, bởi vì quý vị vẫn còn muốn ngủ. Có hai cách để nhận diện chúng ta. Một cách là hành động ngay tức khắc, ngay bây giờ, và chấm dứt mọi học hỏi, chấm dứt tất cả mọi đau khổ, nếu chúng ta nghĩ rằng thế giới này quá đau khổ và quá vô minh. Nếu chúng ta nghĩ rằng đời sống hiện tại không đủ thỏa mãn cho lý tưởng của chúng ta, thì chúng ta phải làm ngay bây giờ, trong kiếp này. Cách thứ hai là cứ tiếp tục con đường hiện nay của chúng ta, và ngủ, bên trong ngủ, linh hồn ngủ, và chúng ta có thể tỉnh dậy vào lúc khác, có thể cả trăm hoặc cả nhiều ngàn năm sau, tùy theo chúng ta muốn ngủ bao lâu, được không? Tôi nghĩ là tôi phải để thời giờ cho quý vị đặt câu hỏi. Lúc đó, tôi sẽ biết được những thắc mắc của quý vị và biết rõ quý vị hiểu như thế nào. Cảm ơn quý vị đã chú tâm lắng nghe. Tôi cảm nhận được nguồn năng lực ủng hộ của quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Boulder, Colorado, Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 3 năm 1991 với chủ đề Hãy tìm vị minh sư bên trong của mình để nhận thức được Thượng Đế. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8,